Mười Khối TV xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nha. Tới công chuyện rồi mọi người ơi. Mười Khối TV vừa phát hiện thêm một căn nhà của bà Giáp thị Sông Hương nằm trên mặt tiền quốc lộ 22, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Cụ thể thì các căn nhà này bà Giáp thị Sông Hương dùng để cắt giấu hàng chục em bé khi mà bị lực lượng chức năng kiểm tra các bạn. Thì các căn nhà này Mười Khối TV nhận thấy giá trị của nó cũng rất là cao, khoảng 30 tới 40 tỷ đồng. Cụ thể căn nhà thì thế nào thì Mười Khối TV xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vụ việc. Mười Khối TV nhận thấy là cái vụ việc của bà Giáp thị Sông Hương được rất là nhiều người quan tâm. Thành thử khi mà nghe được cái thông tin là bà Giáp thị Sông Hương có dùng một cái căn nhà trên quốc lộ 22 để cắt giấu trẻ em thì Mười Khối TV cũng lần ra cái dấu vết để tìm hiểu cái căn nhà này như thế nào, cái vị thế nó như thế nào và nó có đắc địa hay không. Thì hôm nay Mười Khối TV đã đến quốc lộ 22, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn và tận mắt chứng kiến và xem các căn nhà này như thế nào nha mọi người. Đó, trước mặt các bạn đây là quốc lộ 22 nha, và các căn nhà mà bà Giáp thị Sông Hương dùng để cắt giấu hàng chục em bé khi mà bị lực lượng chức năng quận 12 kiểm tra thì nó nằm ngay ở bên phải luôn. Đó, từ từ Mười Khối TV đang dừng lại xe lại và coi thử là cái vị trí cái căn nhà nó nằm ở chỗ nào và gần tới hay chưa. Đoạn 2 còn ở phía sau. Mười Khối TV kính mời quý vị tiếp tục theo dõi nha. Và bây giờ Mười Khối TV sau khi xem xong bản đồ thì nhận thấy đây là khu vực xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, và trước mặt các bạn ở bên phải đó là cái căn nhà do chính bà Giáp thị Sông Hương đã sử dụng để cắt giấu hàng chục em bé qua mặt lực lượng chức năng trong suốt thời gian vừa qua. Rồi, Mười Khối TV sẽ quay trở lại và quay cận cảnh cái căn nhà này cho mọi người xem nha. Thì cái căn nhà này á nó nằm kế một cái cơ sở bán hoa kiển ở tại Hóc Môn, và phía bên căn nhà là có một cái con hẻm đi vào. Thì cái con hẻm này á là rất đông dân cư ở, và khi mà hỏi về cái căn nhà này như thế nào thì người dân ở địa phương biết rất rõ rằng bà Giáp thị Sông Hương sử dụng cái căn nhà này để nuôi hàng chục em bé. Và cái việc mà chở em bé đến nơi đây để cất giấu thì được bà Hương thực hiện rất là kín kẽ nha mọi người. Đó, mọi người dân địa phương á thì nói là bà Giáp thị Sông Hương là chở em bé đến cái căn nhà này vào những cái thời điểm là đêm khuya các bạn, giữa khuya, để không mọi người không thể biết được. Tuy nhiên khi mà ở tại cái căn nhà này á lâu á thì mọi người dân ở địa phương cũng nắm bắt được là bà Giáp thị Sông Hương là có nuôi trẻ trong này. Đó, bây giờ Mười Khối TV sẽ quay cận cảnh cái căn nhà này cho mọi người xem nha. Cái căn nhà này thực chất đó là trước khi mà bà Giáp thị Sông Hương bà đến đây bởi sử dụng cái căn nhà này á, thì cái căn nhà này chính là một cái văn phòng của cái công ty may đó. Thì sau khi cái công ty may rời đi thì bà Giáp thị Sông Hương bà mới đến và sử dụng lại cái căn nhà này. Mình không rõ là bà Hương bà mua hay là bà thuê nữa đó, và bà sử dụng cái căn nhà này. Và mỗi khi mà lực lượng chức năng quận 12 kiểm tra thì bà ta đã biết trước cái vụ việc này, và bà ta đã đến cái căn nhà này và mở cửa, sau đó thì đưa hàng chục trẻ em vào cái bên trong căn nhà này để trú ẩn các bạn đó. Khi mà nhìn vào thì Mười Khối TV nhận thấy là cái căn nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu các bạn, và không có ai sử dụng hết. Các bạn coi nè, nó sân nè, phía sân trong của cái căn nhà thì rất là nhiều bụi và rác nha, và chứng tỏ là trong khoảng cái thời gian ngắn vừa qua thì không có ai sử dụng hết. Phải nói là cái căn nhà này là đắc địa nha mọi người. Vị trí mặt tiền thì mình thấy khoảng là hơn 10 mét vuông, khoảng 15 mét vuông, và sau vào bên trong là chừng là 40 mét vuông nha mọi người, mà nằm ngay quốc lộ 22, vị trí đắc địa tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn đó. Thì trước kia là công ty may họ thuê, nhưng mà đến bây giờ thì chuyển đến tay bà Giáp thị Sông Hương. Mà mình nói là cái nơi này á, khi mà bà Hương bà vận chuyển hàng chục em bé về nơi đây á, thì mọi người hàng xóm là xung quanh là không ai biết hết.
mọi người chỉ biết á, là khi vào một cái thời điểm là khoảng 4 giờ sáng đó, người dân địa phương là thức dậy sớm để đi chợ và đi làm á, thì cái thời điểm này một số người là phát hiện đó, có tiếng trẻ con đó, khóc ở bên trong, và khóc rất là lớn nha mọi người, hàng chục trẻ em là khóc như ông vợ tổ tổ ở bên trong. Mà cái thời điểm này là khoảng 4 giờ sáng mà không nghĩ vì sao mà có nhiều trẻ em khóc như vậy. Thì sau khi nghe cái tiếng khóc như vậy á, thì mọi người dân địa phương mới tìm hiểu và mới lén theo dõi, thì mới biết là cái căn nhà này do bà Giáp Thị Sông Hương sử dụng và đưa hàng chục trẻ em về nơi đây. Tuy nhiên thì trẻ em sống tại cái căn nhà này cũng không có lâu các bạn đó, chỉ trong vài ngày thôi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi là bà ta bả tiếp tục đưa trẻ em đi nơi khác. Và khoảng một thời gian sau thì bà ta tiếp tục là đưa trẻ em đó về lại chính cái căn nhà này đó, và để nuôi dưỡng. Trong cái thời gian mà ở tại cái căn nhà này mọi người, thì một số bộ mẫu mà làm việc trong này á thì mới ra ngoài và ăn bún riêu rồi ăn hủ tiếu ở khu vực này. Thì thấy vậy thì người dân địa phương họ mới hỏi là cái căn nhà này là như thế nào. Thì những cô bộ mẫu này nói á, là do bà Giáp Thị Sông Hương, chủ mái ấm Hoa Hồng, là thuê đó, là sử dụng cái căn nhà này để nuôi các bé đó. Mình nói là cái giá tiền mà để sở hữu cái căn nhà này thật sự rất là khủng, chứ không phải đơn giản đâu mọi người. Nếu như mua thì khoảng tầm 30-40 tỷ, tại vì nó tới mặt tiền nó tới gần hơn 15 m², khoảng 15 m², mà sao vào tới 40 m đó. Mà trước kia là một cái công ty may họ thuê, thì họ thuê một tháng là 50 triệu đó, họ thuê một tháng 50 triệu. Thì người dân ở địa phương họ nói bà Giáp Thị Sông Hương, bà giữ trẻ mà làm gì bà có tiền mà bà thuê cái căn nhà tới 40-50 triệu để bà nuôi con nít. Nhiều người cũng khá là bất ngờ. Rồi lần về sau này các bạn, khi mà người dân địa phương họ phát hiện là việc bạo hành xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng á, thì người dân địa phương này họ cũng rất là tá hỏa luôn. Họ nói là không ngờ là bà Giáp Thị Sông Hương là bà từng đến cái địa phương và bà thuê cái căn nhà này và bà sử dụng nuôi các em bé, mà không ngờ là cái mái ấm của bà bây giờ là lộ ra cái việc bạo hành dữ dằn như vậy. Và đây là cái phía sau của cái căn nhà nha mọi người. Đó, xung quanh căn nhà đều bọc kín tường hết. Đó là cái căn nhà mà Mười Khói TV muốn giới thiệu cho mọi người, Mười Khói TV muốn chỉ điểm cho mọi người về việc là bà Giáp Thị Sông Hương trong một cái thời gian dài đã sử dụng cái nơi này để đưa hàng chục trẻ em đó lánh nạn trước khi lực lượng chức năng quận 12 kiểm tra. Thì các bạn biết không, cơ quan cảnh sát điều tra xác định là bà Giáp Thị Sông Hương này bà có cái hình thức đối phó với lực lượng chức năng rất là tinh vi. Từ năm ngoái là bà được cấp phép là hoạt động mái ấm và chỉ được là chăm sóc trong vòng khoảng mấy chục đứa thôi các bạn. Mình nghe nói là hình như là 39 đứa là sao á, nhưng mà bà ta đã nhận nuôi lên tới 86 đứa. Và trước khi lực lượng chức năng quận 12 đi kiểm tra thì bà Giáp Thị Sông Hương đã đưa hàng chục trẻ em nha đó, rời khỏi cái mái ấm Hoa Hồng trên đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 và chuyển đến cái căn nhà tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn này các bạn. Thì tại đây thì các em được các bộ mẫu chăm sóc như vậy đó. Thì sau khi mà lực lượng chức năng quận 12 rời đi thì bà ta mới tiếp tục và chuyển các em nhỏ đó, từ cái cơ sở này về lại cái mái ấm Hoa Hồng trên đường Tô Ký, quận 12 để tiếp tục được mạnh thường quân đến thăm, rồi đưa tiền cũng như là cho tiền như là cho bỉm cho sữa các bạn đó. Mà một điều thắc mắc Mười Khói TV nghi ngờ ngay bây giờ á, thì không biết là vì sao mà trước khi lực lượng chức năng của 12 kiểm tra, bà ta đã biết được cái lịch trình này và bà ta đã lẩn trốn đó, bà ta đã đưa các em đi cắt giáo một cách tinh vi như vậy đó. Liệu ai là người cung cấp cái nguồn tin cho bà Giáp Thị Sông Hương để bà có cái cách đối phó với lực lượng chức năng như vậy đó? Thực sự là đến bây giờ là Mười Khói TV là cũng như là tất cả mọi người đều nghi ngờ và chưa biết được là cái nội gián điệp
người nào đã báo tin cho bà Giáp Thị Sông Hương để biết cách đối phó với lực lượng chức năng một cách tinh vi như vậy. Đó. Chắc là trong cái thời gian tới cơ quan chức năng cũng sẽ cố gắng vào điều tra làm rõ các chi tiết này. Đó. Tại vì cái máy ấm này tồn tại quá là nhiều sai phạm luôn. Đó. Không chỉ về việc cất giấu trẻ em một cách tinh vi, bà Giáp Thị Sông Hương còn đem quà của các mạnh thường quân đem đi bán và lấy tiền các bạn. Cụ thể các bạn biết không, 86 trẻ em sống trong cái máy ấm hoa hồng á, là chỉ được sử dụng sữa dỗm, sữa móc meo, sữa đã hết hàng sử dụng. Còn những cái sữa mới mà được mạnh thường quân vừa đưa đến đó, bỉm, những bao bỉm mới vừa được mạnh thường quân vừa đưa đến, thì bà Giáp Thị Sông Hương này sai một người đàn ông tinh hùng đó, mỗi đêm chở hàng chục tấn bỉm, tấn sữa đi đến các cửa hàng mẹ và bé cũng như là các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn huyện Hóc Môn và Củ Chi và quận 12 để bán rẻ cho những cái cửa hàng này các bạn. Đó. Thì mình biết á, là mỗi khi mà mạnh thường quân đến với máy ấm hoa hồng á, thì họ cho tiền rất rất là nhiều luôn. Đó, tiền họ đổ vào cái máy ấm này để nuôi các em, thậm chí là họ đổ tiền hàng tháng luôn. Đó, mỗi tháng là họ cung cấp bao nhiêu tiền đó, cố định hàng tháng luôn để nuôi các em. Nhưng mà bà Giáp Thị Sông Hương đó, ngoài việc là lấy hết số tiền này, bà ta còn đem bỉm, đem sữa của mạnh thường quân đem đến và bán đi các bạn, bán đi để lấy tiền, mà đến bây giờ là chưa biết là cái số tiền trên bà ta sử dụng vào mục đích gì, đến nay thì chưa ai biết. Mãi đến khi á, mà các phóng viên của báo Thanh Niên vào cuộc điều tra thì mới lộ ra cái thông tin là các em bé ở đây ngoài việc bị ăn uống không khổ thì các em còn bị bạo hành một cách dã man. Các em ăn uống không khổ như thế nào thì mình có TV tiết lộ cho các bạn nghe nè. Mỗi bữa thay vì các em ăn thịt, ăn cá, ăn rau để đảm bảo chất dinh dưỡng thì bà Giáp Thị Sông Hương lại cho các em ăn cơm trắng với nước tương và bún chan nước sôi, và các em ăn dài dài như vậy. Các bạn thấy cái cảnh là khi mà bảo mẫu bưng một cái thau cơm trắng ra, một cái thố cơm giống như là thố cho heo ăn vậy đó, thì các em nhào nhào lại và đòi được đút để cho ăn. Đó, mình thấy cái cảnh đó thực sự là quá quá đau xót luôn đó mọi người. Đó, không thể tưởng tượng được luôn. Ngoài ra thì các em không được uống những cái loại sữa đắt tiền cũng như là loại sữa xịn, mà các em uống loại sữa hết đát. Khi mà các em uống sữa hết đát thì cái đường ruột của các em bị đau bụng và bị tiêu chảy. Phát hiện cái điều đó nhưng bà Giáp Thị Sông Hương vẫn yêu cầu các bảo mẫu là tiếp tục cho các em uống những cái loại sữa hết đát này để tiết kiệm chi phí này kia các bạn. Thực mình không thể hiểu rõ luôn, không hiểu nổi. Mạnh thường quân đổ tiền vào đó này, mình nói phải là như núi luôn, như núi, quá trời tiền luôn. Thực sự là qua một số bạn tình nguyện viên chia sẻ với Mười Khối TV thì bà Giáp Thị Sông Hương bà nuôi trẻ từ rất lâu rồi nha mọi người, được 4 đến 5 năm rồi đó. Nhưng mà trước đây bà nuôi là bà nuôi lén, bà nuôi không được cấp phép, và bà chỉ mới được cấp phép từ tháng 7, hình như là tháng 7 năm 2023 thôi các bạn đó, và hoạt động đến giờ. Nhưng mà bà ta là hoạt động từ rất lâu rồi đó. Và trong những cái thời gian vừa qua, trong những năm như vậy thì đã bao nhiêu tiền mạnh thường quân đổ vào cái máy ấm này và có được sử dụng đúng mục đích hay không, hay là mạnh thường quân đổ tiền vào trong này bà chiếm đoạt và bà sử dụng mục đích riêng và không nuôi các trẻ các bé nên hình đánh dáng đó. Thực sự cái này là mình nghĩ là cần phải làm rõ các bạn. Nó thực sự mình chưa thấy ai mà nhẫn tâm như bà Giáp Thị Sông Hương này. Thì các bạn biết không đó, bao nhiêu tiền của đổ vào cái máy ấm này, và đến bây giờ thì mới lộ ra thông tin là bà Giáp Thị Sông Hương bà cũng có cuộc sống rất là thoải mái các bạn, rất là sung sướng. Mà các bạn tình nguyện viên nói là những em bé này là thu hút tiền về nuôi bà Hương, chứ không phải là bà Hương nuôi các em đâu các bạn, mà chính các em là nuôi bà Hương và tạo cho bà Hương cuộc sống sung sướng này kia. Thì mình cũng mong là sắp tới tiếp tục điều tra làm rõ. Mình có TV xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn.